sao lại tắc lại của Thái Lan à? Chuyện là tai nạn rồi. Này Lâm làm căn trên này này Lâm ơi. Nó giá của nó chỉ có từ 12 tỷ trở lên thôi. Em ạ. Anh cho đặt hết rồi. Đặt cọc hết. Đất thổ cư ấy. Chưa lên thổ cư nhỉ, nó chỉ có đất 55 trong à? Trong đấy thì trong 400 mét vuông là thổ cư thôi. À. Thế cũng được rồi, 400 mét là xây biệt thự được rồi. Xong là nó lại bán một nửa đấy cho một ông anh của nó. Nó bảo là cả cái lô này em mua là 2,5 tỷ. Thì anh em mình chơi đôi. Thế là ok. Nó vừa có tiền nó giảm ngân hàng. Đấy, thế là vẫn còn 2,5 tỷ mới mua đất ở đấy. Xong mà cứ mỗi một năm bây giờ em lại cứ xin lên một tí. Cứ xin khoảng 100 mét thôi. Cứ xin 100 mét lên thổ cư thôi. Lần là em xin tiền. Về xong về người là đất ở Hà Tĩnh đấy toàn dân Hương Sơn anh biết mà. Anh biết Hương Sơn, anh biết rồi. Toàn dân Hà Nội về làm thanh khoản. Đấy vùng vùng đấy giáp danh với Lào ấy. Nó đi đấy là khu vực đấy đi sang cầu treo. À, như thế gọi là lộc rồi đấy, có lộc đấy. Siêu dầu nhiều lắm. Đường ra không nhỉ? Chắc là có xe rác kêu đi vừa mà từ trước là phải có liệu vừa không? Cúc Việt Nam này. Cúc Việt Nam này. Cộng đây à? Cộng đây nhỉ? Cộng trên. Chỗ cây cối này.
tôi không được vào. Là vào trên biển rác nhé. Em cảm thấy để thế nào được thì để. Không, tôi ra ngoài.